đây là Trà Vinh Sapa. Các anh chị nào mà thấy video của nước ngoài thấy có ý nghĩa thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nha. Đây em đang quay. Đây là hôm nay là thứ bảy ngày 3/6/2003 có những chương trình Trà Vinh của Sapa rất là đông. Tất cả các khán giả về nơi đây để chiêm ngưỡng một văn hóa nghệ thuật của Sapa Lào Cai rất là tuyệt vời. Các anh chị nhìn thấy khán giả có đông không? Đây em quay qua để cho tất cả các anh chị chiêm ngưỡng. Đấy, kể cả đây là cái điệu nhảy của Trà Vinh rất là thổi kèn, rất là vui. Đấy, các chị ạ. Chị thấy có vui không ạ? Nếu thấy vui thì nhớ bấm vào kênh đăng ký của em nha. Có rất nhiều các video thật sự là ý nghĩa, trải nghiệm trong cuộc sống để cho tất cả các anh chị chiêm ngưỡng tất cả các khu du lịch của các địa phương trên 64 tỉnh thành. Dần dần các anh chị sẽ được chiêm ngưỡng hết. Bởi vì kênh của Rượu Nước Ngoài sẽ đi mọi miền tổ quốc và sẽ giới thiệu cho tất cả các văn hóa để tập cho tất cả các anh chị, để các anh chị có những trải nghiệm thật là vui. Nhớ đừng quên bấm vào chỗ đăng ký kênh nhá.